Ok, hello mọi người. Dạ. Các bạn có nghe được không? Hôm nay bị máy bị trục trặc nên là bây giờ chị mới lên được. Thì mình bị trễ 10 phút ha. Dạ. Thì như cái tiêu đề của cái livestream hôm nay ấy, thì mình sẽ nói về cái kinh nghiệm mà chị đã từng học tiếng Đức. Thì mình học cách nào để cho hiệu quả. Thì chị cũng lưu ý là đây là cái trip học của chị từ trước đến giờ, và thực ra là mỗi người thì sẽ có một cái cách học phù hợp riêng. Chị cũng nhấn mạnh luôn là cái này nó sẽ thiên về cái cách để cho các bạn tự học thêm tiếng Đức tại nhà. Có nghĩa là sau giờ học chính thì mình về nhà mình sẽ chia cái thời gian biểu của mình ra như thế nào để học cho nó thật là hiệu quả. Thì nếu mà bạn nào chưa biết chị thì chị cũng giới thiệu sơ qua. Thì chị hiện tại là hướng dẫn các bạn học viên của công ty ECS ở bên Đức. Thì công ty của chị thì chuyên về hai mảng là du học ngành điều dưỡng và du học ngành nhà hàng khách sạn. Các bạn đi qua theo diện này thì các bạn sẽ được nhận lương trợ cấp hàng tháng. Và sau khi mà mình tốt nghiệp xong thì mình cũng có quyền được ở lại Đức tiếp tục làm việc nếu mà các bạn xin được việc làm. Thì trong hai cái chương trình, hai cái ngành này thì hầu như là lúc nào người ta cũng thiếu nhân lực cả, nên là mọi người cứ an tâm là sau khi mà mọi người tốt nghiệp ra ở Đức thì sẽ có cái cơ hội gần như là 100% các bạn sẽ được ở lại tiếp tục công việc ở đây. Và sau thời gian mà các bạn được làm thêm 2 năm á, có nghĩa là đi học 3 năm làm 2 năm nữa là 5 năm, thì các bạn sẽ đủ điều kiện để xin được định cư vĩnh viễn tại Đức. Thì cái nội dung của cái buổi hôm nay là ai cũng phải bắt đầu cái việc mà du học ở bên Đức của mình bằng cái việc là học tập tiếng Đức, đúng không? Thì hầu như là các bạn đều bị gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc học. Nhiều bạn hỏi chị là em phải học như thế nào để cho nó hiệu quả. Rồi em cảm thấy là tiếng Đức của mình sao mình học mà kiểu giống như kiểu là mình học hôm trước hôm sau mình lại quên. Thì đấy đấy là cái mục đích của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì đầu tiên mình phải biết là học như thế nào là hiệu quả. Thì cái thứ nhất ấy, khi mà chị rút ra được 5 điều, thì điều thứ nhất là để mà học được hiệu quả mình phải xem xét xem thử là khi mà mình đi học hoặc là khi mình học mình bắt đầu ngồi vào bàn học tại nhà ấy, thì mình có tìm được cái cảm hứng để mà mình học không, có nghĩa là lúc đó cái tinh thần, cái tâm trạng của các bạn như thế nào. Vì nếu như mà các bạn mà không có hứng thú để mà bắt đầu cái việc học của mình ấy, thì chắc chắn là các bạn có ngồi 2 tiếng hay 3 tiếng hàng giờ cả ngày ở trong bàn học nhưng mà các bạn không thể nào mà tiếp thu được. Thế nên là cái việc đầu tiên của mình là mình phải tạo nên được cái hứng thú của mình trong cái việc học tiếng Đức. Cái điều này nó rất quan trọng vì nó quyết định cái khả năng tiếp thu của bạn. Bạn càng có hứng thú khi mà bạn làm một cái công việc gì đó thì cái phần trăm mà bạn nạp được cái kiến thức đó vào đầu thì nó sẽ càng cao. Cái thứ hai nữa là học hiệu quả là như thế nào, có nghĩa là khi mà mình học với một cái lượng thời gian ngắn nhưng mà cái kiến thức của mình nó phải đủ nhiều, nó phải đạt theo cái yêu cầu của giáo viên đề ra hoặc là cái lộ trình mà cái trung tâm tiếng Đức đó đưa ra cho bạn. Còn nếu như mà bạn nào mà học mà mình cảm thấy lúc nào mình cũng suy nghĩ đến việc học, mình học rất là nhiều tiếng trong một ngày nhưng mà cái lượng kiến thức của bạn cuối cùng vẫn không đủ, hoặc là bạn không thể nào hiểu được bài, thì cái việc học của bạn hiện tại là không hiệu quả. Thì mình phải xem xét lại xem thử là mình bị sai ở chỗ nào và mình phải nên chỉnh ở chỗ nào để cho cái việc học của mình hiệu quả hơn. Rồi cái thứ ba nữa là có nhiều bạn nói với chị là mình học ngày hôm nay xong rồi ngày hôm sau các bạn sẽ bị quên mất. Thì cái việc mà bạn học, bạn nạp nhiều kiến thức vào nhưng mà hôm sau hoặc là tháng sau, tuần sau bạn không còn nhớ một cái gì nữa, thì cái việc mà cái thời gian bạn bỏ ra để cho cái việc học đó là không hiệu quả, đúng không nào? Rồi mình phải xem xét là cái thứ tư, học hiệu quả có nghĩa là bạn phải đạt được cái kết quả
giống như cái lộ trình và cái tiến độ mà bạn đã đặt ra trước đó, cái mục tiêu đặt ra trước đó cho mình. Ví dụ như bạn đặt ra là 8 tháng hoặc 9 tháng bạn phải lấy được bằng B1, bạn phải xong cái chương trình B1. Thì nếu như mà trong 9 tháng đó bạn học không tập trung, không hiệu quả, bạn không đạt được cái kết quả B1 sau 9 tháng thì chứng tỏ là cái việc học của mình chưa có đúng, đúng không? Thì mình sẽ phải xem xét lại là bây giờ mình phải chỉnh sửa cái gì. Hoặc là nếu như bạn nào mà có bạn bè đã từng học tiếng Đức thì mình có thể là tham khảo thêm xem thử là cái kinh nghiệm của người ta học như thế nào rồi mình áp dụng cho bản thân, thì các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, các bạn sẽ học một cách có hiệu quả nhất từ cái trình độ đầu tiên. Cái thứ năm, học hiệu quả là bạn phải duy trì được cái việc học của mình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, và thậm chí là sau khi mà bạn đạt được cái trình độ B1 hoặc B2 tại Việt Nam thì bạn vẫn phải duy trì cái việc học đó cho đến khi mà bạn sang Đức, và thậm chí khi bạn đang ở Đức hoặc là sinh sống ở Đức lâu rồi bạn vẫn phải duy trì cái việc học đấy. Có nghĩa là không nhiều như trước nhưng mình vẫn phải tạo cho mình một cái thói quen là mỗi ngày mình sẽ đọc một số cái bài báo tiếng Đức chẳng hạn, hoặc là xem một cái bộ phim gì đấy mà mình thích, thì cái việc đó nó sẽ làm cho cái vốn tiếng Đức của mình nó sẽ tăng lên theo thời gian mà nó sẽ không có bị mai một. Cái phần thứ hai vừa rồi là chị nói là mình sẽ kiểm tra cái cách mình kiểm tra xem thử cái việc học của mình đã hiệu quả hay chưa. Còn cái phần thứ hai thì mình sẽ xem xét xem là cái việc học ở nhà hay là cái việc học ở trên trường nó quan trọng hơn. Thì đối với bản thân của chị thì chị đánh giá là cái thời gian mà các em học tập ở trên lớp tiếng Đức nó rất là ít, có nghĩa là mình sẽ có khoảng là từ 2 đến 4 tiếng cho mỗi cái buổi học như thế. Nếu mà với cái thời gian này trên tổng số thời gian mà bạn có là 24 tiếng một ngày ấy, là nó rất là ít. Thì vì vậy mà cái thời gian mà bạn học ở nhà rất là quan trọng. Vì sao? Vì thứ nhất là bạn có nhiều thời gian hơn để học. Cái thứ hai là cái việc mà ôn tập và thực hành lại những cái gì mà bạn đã học ở trên lớp trong ngày hôm đó, nó sẽ giúp cho kiến thức của mình sẽ nằm sâu trong đầu hơn và mình sẽ không có bị quên cái kiến thức của mình. Tại vì ở trên lớp giống như mình chỉ nghe qua một lần thôi thì cái đó là mình mới nạp vào kiến thức, nhưng mà cái kiến thức đó nó chỉ nằm ở đâu đó trong đầu bạn, nhưng khi mà bạn chưa tự gợi nhớ lại, bạn chưa tự ứng dụng lại thực hành cái vốn tiếng Đức đó của bạn thì xem như là cái kiến thức đó là chỉ vẫn là kiến thức của giáo viên chứ không phải là kiến thức của bản thân mình. Chỉ khi nào mà bạn thực sự là bạn về nhà bạn ôn tập lại những cái gì mà giáo viên đã dạy và bạn thực hành được cái phần đó thì bạn mới chuyển cái kiến thức của giáo viên sang thành kiến thức của mình. Đấy là cái bước thứ ba là chị thấy rất là quan trọng trong cái việc học tập ở nhà, là các bạn phải chuẩn bị bài mới. Cái này nó sẽ giúp cho mình là tiết kiệm được cái thời gian mà các bạn trên lớp các bạn không có hiểu bài. Và ngoài ra là khi mà cô giáo đề cập đến cái vấn đề đó, nếu mà mình đã xem trước bài rồi ấy, thì mình sẽ biết là ở cái vấn đề đó mình thấy cảm thấy rất là khó khó hiểu và mình sẽ có thể là hỏi ngay lại được giáo viên là tại sao lại lại như thế, cô có thể giải thích lại cho mình được hay không. Thì cái việc này cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi mà bạn về buổi tối bạn học lại, vì mình đã nốt, mình đã chú thích được về cái phần đó và mình đã hiểu bài ngay tại lớp. Cái thứ tư là cái việc học ở nhà nó rất là quan trọng vì nó rèn luyện cho bạn cái khả năng tự học. Cái khả năng tự học này nó sẽ đi xuyên suốt trong cái quá trình học tập của bạn, không chỉ ở Việt Nam mà khi mà bạn qua Đức. Vì cái hệ thống giáo dục của Đức ấy nó khá là khác so với hệ thống giáo dục Việt Nam. Có nghĩa là bên này thì hầu như là các bạn phải tự học là chính. Giáo viên chỉ đưa ra một cái chủ đề nào đó, hướng dẫn, giải thích cho bạn và có tài liệu đi kèm. Rồi khi mà bạn về nhà thì bạn phải đào sâu cái kiến thức của bạn hơn bằng cách là bạn đọc sách, xem lại những cái tài liệu mà giáo viên đã đưa, hoặc là mình có thể là tự tra cứu ở trên mạng thông qua Google hoặc là các cái trang mà về chuyên ngành mà bạn đang học liên quan đến. Thì không phải ai cũng có thể tự mày mò tất cả các kiến thức được, mà cái điều này lại là cái mà mình phải rèn luyện
từ ngay cả khi ở Việt Nam, vì cái hệ thống giáo dục của Việt Nam mình á, thì thường là sẽ đưa sẵn cho các bạn, có nghĩa là giáo viên chuẩn bị hết tất cả và bạn chỉ có học thuộc lòng hoặc là các bạn ghi nhớ lại. Còn hệ thống giáo dục ở bên châu Âu này thì hầu như là người ta rèn luyện cho mình cái cách để mà mình phải tự thân mình vận động và mình áp dụng cái kiến thức đó vào trong cái cuộc sống của mình hoặc là trong cái bài thi của mình. Thì vì vậy là cái việc mà mình học ở nhà thì chị cảm thấy là chị đánh giá là nó quan trọng, nó chiếm tới 70% quan trọng trong cái việc học kiến thức của mình, còn 30% còn lại là cái thời gian mà các bạn học ở trên lớp tiếng Đức. Rồi mình cũng sẽ nói về có nhiều bạn hỏi chị là về mình học từ vựng như thế nào. Đấy là một trong những cái mà có lẽ là nhiều bạn thắc mắc nhất. Tại vì cái lượng từ mới của tiếng Đức nó rất là nhiều, mà không chỉ như vậy mình còn phải nhớ giống đối với danh từ thì mình phải nhớ der, die, das đúng không? Rồi động từ mỗi lần mà mình thêm sich hoặc là không có sich thì nó cũng sẽ mang một cái ý nghĩa khác. Làm sao để mình có thể học được hết một cái lượng từ vựng lớn như thế trong một cái thời gian học rất là ngắn, từ 6 tháng đến 8 tháng. Thì đối với bản thân chị thì lúc trước là chị học tiếng Đức hoàn toàn ở bên Đức, thế nên là cái việc mà đi học ban đầu tiên ấy, nó cũng gặp khá nhiều khó khăn, có nghĩa là giáo viên Đức hoàn toàn dạy nên là mình không thể nào mình hỏi được bài ở trên lớp là thầy từ này có nghĩa là gì trong tiếng Việt. Thì hầu như cái thời gian mà ở trên lớp là mình chỉ có nghe tiếp thu được cái từ đó và mình chỉ hiểu được khoảng 20 đến 30% thôi, còn hầu như các phần còn lại là mình không nắm bắt theo kịp trong vòng một cái tháng đầu tiên. Thì bằng cách khác mình phải tự học và tự chuẩn bị cho mình đúng không? Thì lúc trước thì chị sẽ hay học từ vựng theo chủ đề. Giáo viên cũng sẽ đưa cho mình, thường là giáo viên sẽ cũng nói qua cho mình là trong một cái bài đọc hoặc một bài viết thì cái từ này có nghĩa là gì. Thì như học ở Việt Nam thì giáo viên cũng có thể giải thích cho bạn bằng tiếng Việt thì bạn sẽ chép xuống vở. Nhưng mà cái này nó không đủ, có nghĩa là sau mỗi cái bài học ấy thì bạn nên có một cái cuốn sổ. Thì mình sẽ có một cái cuốn sổ như thế này, rồi cuốn sổ này chỉ dành cho cái việc mà bạn chép cái từ vựng của bạn, từ mới của bạn thôi. Thì lúc trước là chị sẽ chia ra làm hai phần, một cột thì mình sẽ ghi cái từ bằng tiếng Đức và một cột thì mình sẽ ghi bằng từ tiếng Việt hoặc tiếng Anh tùy theo vào cái khả năng nghĩa bạn bạn muốn học bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, cái nào giúp cho bạn nhanh hơn thì mình ghi. Thì khi mà mình học ở trên lớp xong thì mình sẽ mỗi ngày mình sẽ điền thêm vào cái danh sách cuốn sổ từ vựng đó của mình. Tự bản thân mình ấy, khi mà mình làm cái việc đấy là nó đã giúp cho mình hệ thống lại được, mình đã học ở trên lớp. Cái thứ hai nữa là mình hệ thống bằng cái cách của mình thì nó sẽ dễ nhớ hơn là bây giờ bạn đi photocopy của một cái bạn ở bên cạnh. Tại vì mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ logic và một cái cách hệ thống bài vở khác nhau. Thế nên là nếu như mà tụi em chịu khó bỏ thời gian ra từ những cái bài đầu tiên ấy thì mình nên làm cho mình một cái cuốn sổ từ vựng. Thì cái đấy là cái cách học của chị. Thì mình nên học theo chủ đề. Ví dụ như để chị sẽ lấy điện thoại. Ở đây là điện thoại của chị đang sử dụng mình không nhìn thấy được. Thì trong điện thoại của chị thì chị sẽ thường là sử dụng cái nốt, thì các bạn có thể là mở cái nốt của mình ra nhé. Có hai cách. Đầu tiên là mình sẽ học từ vựng theo cái hệ thống ở trong cuốn sổ ghi chép của mình. Cách học thứ hai là các bạn mỗi ngày, ví dụ như các bạn có khoảng 10 đến 20 từ mới thì các bạn sẽ dùng điện thoại di động, vì hiện tại là bây giờ tất cả các bạn đều sử dụng điện thoại đúng không? Và mình lúc nào cũng cầm trên tay cả, thì mình sẽ mở cái nốt của mình ra. Xong rồi sau đó thì mình sẽ ghi chú là ok, từ này có nghĩa là gì? Ví dụ hôm nay mình học chủ đề về deliver là tình yêu đúng không? Thì mình sẽ có thể là đầu tiên là mình sẽ ghi fan Beziehung là
cái qua mối quan hệ ở xa, rồi những cái từ liên quan đến cái từ đó. Thì khi mà bạn ghi như thế và bạn nốt lại 10 từ đến 20 từ, và mình sẽ chụp cái màn hình đó, mình lưu thành cái màn hình ở trên desktop của cái screen của cái điện thoại của bạn ấy. Thì mỗi ngày khi mà bạn mở ra ấy, bạn đi học bạn mở ra, thì cứ 5 giây thì mình lại cầm lên cái điện thoại, thì mình mở ra mình sẽ nhìn thấy lại được cái từ vựng đó của mình. Thì đó cũng là một cái cách để mà gợi nhớ, lúc nào mình cũng nhìn nhìn tới nhìn lui thì mình sẽ không để nào mình quên được cái từ đó, và cái cách học đó nó cũng không bị áp lực quá. Cái thứ ba nữa, khi mà mình học từ vựng thì mình nên học từ đồng nghĩa. Đồng nghĩa này, trái nghĩa, mình phải học cụm danh động từ. Và khi mà mình học từ đồng nghĩa thì ví dụ trong phần tính từ ấy, thì mình sẽ có những cái phần so sánh hơn, thì cái đó các bạn có thể là học luôn. Ở đây chỉ có cái trang synonym, thì đấy là cũng là một cái trang mà từ vựng các bạn có thể tìm những cái từ đồng nghĩa, và bên góc phải của nó là nó có cái phần ví dụ chị đang tìm từ hips là từ xinh đẹp đúng không, thì bên này người ta sẽ ghi là những cái từ so sánh hơn là gì, rồi so sánh nhất là gì, thì mình cũng có thể là xem được luôn. Những cái links này thì chị sẽ ghi xuống bài ở cái phần comments thì các bạn sẽ nhìn thấy được, còn hiện tại chị không có đang chuyển qua máy. Đó là cách học của chị, mình dùng bằng sổ tay ghi chú lại từ vựng. Cái thứ hai là mình có thể nốt vào điện thoại và mình chụp ra ở màn hình, thì mỗi lần mà mình mở ra lại mình sẽ nhìn thấy. Cách thứ ba là cách mà rất là nhiều bạn từ trước đến giờ đã làm, đó là mình sẽ làm những cái sắp từ vựng giống như kiểu thẻ từ vựng, thì các bạn cũng có thể là chia theo màu luôn, ví dụ như là màu blau, màu xanh là cho giống đè, còn dust là giống trung thì mình sẽ dùng màu xanh lá cây, rồi giống đì thì mình sẽ làm màu đỏ. Thì khi cái bạn sử dụng cái màu sắc từ đầu ấy, từ cái trình độ A1 ấy, thì não mình sẽ tự lập trình thành cái cách gợi nhớ như thế, thì đó cũng là một cái cách học giống Adidas. Ngoài ra thì mình cũng có một cái số những cái nguyên tắc khi nào thì giống đì, khi nào giống đè, khi nào giống das, thì các bạn cũng có thể là xem những cái bài giảng ở trên YouTube, hoặc là hiện tại ở bên website của IECS thì chị cũng có hệ thống lại một số các cái bài về ngữ pháp cho mình, thì mình cũng có thể xem thêm. Còn một cái cách học cuối cùng nữa mà chị thấy là các bạn có thể áp dụng, là mình có thể là học từ vựng theo nhóm hoặc là qua trò chơi. Ví dụ như các bạn hai ba bạn ở cùng một nhà, thì mình có thể là mỗi tối mình sẽ dùng khoảng 15 phút để ôn lại với nhau sau khi mà mình đã học cái danh sách từ mới. Thì một bạn sẽ nói, ví dụ như bây giờ mình tìm tất cả các từ mà hôm nay mình đã học bằng giống đi chẳng hạn, và các bạn cứ thay phiên nhau, các bạn nói liên tục vậy, ví dụ deliver, rồi bạn thứ hai sẽ nói ví dụ defensive, rồi bạn thứ ba sẽ nói là defensive, rồi bạn thứ tư sẽ nói là Vasismiti Kananung. Đó có nghĩa là các bạn sẽ học từ vựng theo chủ đề, và mình học vận dụng với những cái bạn học cùng với mình, thì cái đó nó cũng sẽ làm cho các bạn giảm stress ấy. Và khi mà mình lặp đi lặp lại cái từ đó nhiều lần thì một lúc nào đó thì nó sẽ nằm ở trong đầu mình và nó không có quên được. Có nghĩa là mình học thì mình phải ứng dụng luôn. Cái đó là cái phần học về từ vựng. Và cái việc học từ vựng ấy các bạn phải duy trì, có nghĩa là mỗi ngày mình phải học. Mình đừng bao giờ mà mình nghĩ là thôi bây giờ mình dồn hết tất cả các từ vựng của một lexion, một bài vào đến cuối tuần mình mới học, thì cái việc đó là nó không thể luôn ấy, cái đấy là nó sai phương pháp. Thì khi mà cuối tuần các bạn dồn là nó rất là nhiều như thế, và các bạn không thể nào nhớ được một cái lượng kiến thức nhiều vậy, thì nó sẽ làm cho bạn đến một lúc nào đó bạn cảm thấy là rất là stress, rất là chán nản, và bạn không có muốn tiếp tục cái việc học của mình. Thế nên là thà là mình chia nhỏ ra, mỗi ngày các bạn học nửa tiếng từ vựng và các bạn lặp đi lặp lại cái việc đó hàng ngày, để cho
nó tạo thành một cái giống như một cái thói quen, ví dụ như cứ đến 8 giờ là mình sẽ học từ vựng, hoặc là mình có thể dậy sớm hơn một chút, ví dụ từ 6 giờ đến 7 giờ mình sẽ học từ vựng. Vì đây là cái thời gian mà sau khi bạn ngủ ấy, cái não của mình nó được fry, mình có thể nạp được rất là nhiều thông tin vào vào buổi sáng sớm. Thế nên là cái thời gian học sáng sớm là cái thời gian mà chị nghĩ là tốt nhất để mình có thể bắt đầu học những cái gì mới. Cái phần thứ hai mà mọi người hay hỏi ngoài việc học từ vựng ra là sẽ là phần nghe, học nói và phần phát âm. Thì cái này theo trên lý thuyết là đương nhiên các bạn càng học với người bản xứ càng nhiều càng tốt, thì bạn sẽ có nhiều thời gian để mà bạn input, bạn nghe được người Đức người ta phát âm như thế nào và bạn bắt chước lại. Nhưng trên thực tế thì ví dụ như là cái việc của các bạn hiện tại, các bạn học ở Việt Nam thì không thể nào so sánh được việc chị hồi xưa chị học 100% ở môi trường bên Đức. Thế nên là mình phải tạo cho mình một cái cơ hội để mà mình có thể được tiếp xúc với tiếng Đức nhiều nhất trong cái thời gian ngắn nhất có thể. Thì các bạn có thể là tự, ngoài cái việc mà bạn học ở trên lớp, bạn cần phải chủ động với giáo viên, có nghĩa là khi mà giáo viên hỏi bạn một cái gì đó thì bạn cứ thoải mái bạn trả lời lại, bạn cũng không có cần phải ngần ngại là cái việc là bạn nói là sai hay là đúng, hoặc là người khác người ta có cười mình hay không. Cái việc mà tự tin trong cái phần học ngoại ngữ là đóng vai trò là quan trọng để cho cái khả năng giao tiếp, khả năng phát âm của bạn nó tăng lên. Cái thứ hai, khi mà ngoài cái việc giờ học trên lớp thì mình sẽ có thể tự luyện ở nhà. Nếu như mà bạn bạn chăm chỉ á, với lại là mình sắp xếp được cái thời gian của mình một cách hợp lý, thì thường là chị sẽ xem một cái đoạn video clip, ví dụ như là DV, nó cũng có những cái bộ phim ngắn, Nico Speck, thì bạn cũng có thể là bạn coi cái bộ phim này nó đủ trình độ từ A1, A2, B1 để cho mà mình tăng cái khả năng mà mình nghe bằng tiếng Đức. Khi mà mình nghe bằng tiếng Đức nhiều ấy thì cái phần phát âm của mình nó sẽ chuẩn hơn. Có nghĩa là bạn sẽ nhận dạng được cái từ nào nó khác với từ nào, cái âm nào nó ví dụ như ich, sch hoặc là ch nó sẽ khác nhau như thế nào, rồi ví dụ như là th nó sẽ khác như thế nào. Có nghĩa là có một số cái âm mà trong tiếng Việt của mình nó không có. Thế nên là cái đó là cái điều khó khăn khi mà người Việt Nam mình học tiếng Đức so với các bạn ở châu Âu học tiếng Đức. Vì vậy nên là mọi người càng nghe nhiều càng tốt. Thì mình sẽ tìm những cái đoạn video, mình có thể là xem phim, hoặc ngoài ra ấy, một cái cách khác mà để các bạn có thể học nói ở đây thì có hai loại. Một là sẽ các bạn là sẽ nói theo kiểu dialogue, có nghĩa là các bạn sẽ giao tiếp đúng không? Mình sẽ học một cái đoạn hội thoại. Thì bạn cần một cái người học cùng với bạn, thì bạn có thể thực tập với lại những cái bạn học cùng lớp hoặc là ở cùng nhà với mình, hoặc là mình có thể tham gia những cái câu lạc bộ, đội nhóm để mà mình tăng cái khả năng tiếng Đức của mình lên. Cái loại thứ hai là các bạn tự for listen, có nghĩa là mình tự đọc to một cái đoạn văn nào đó. Ví dụ như chị sẽ mở cho các bạn xem. Dạ. Ví dụ chị sẽ mở cho các bạn xem ở trên trang DV thì người ta sẽ có những cái clip dạ, khoảng 2 phút, 3 phút thôi, thì người ta sẽ có rất là nhiều chủ đề. Thì thường á, những cái chủ đề này thì nó từ cấp độ là A2 cộng B1 trở lên. Còn đối với các bạn A1 thì nó hơi khó thật. Nhưng mà mình sẽ ví dụ cho các bạn xem là khi mà các bạn học á, các bạn sẽ nghe cái clip này người ta nói qua một lần. Mình không cần phải hiểu liền, tại vì bây giờ là mình đang tập phát âm, mình tập đọc theo cái câu chữ của họ. Thì mình không cần phải hiểu liền, mình nghe lần một hết để mình nhận diện cái chữ đó. Rồi lần 2, lần 3 thì mình sẽ nghe cứ khoảng 2 câu một và mình sẽ chép cái đoạn câu đó xuống dưới. Thì cái việc này đã là luyện cho các bạn là cái phần nghe. Và sau khi mà bạn chép được hết cái phần transcript thì bạn sẽ tập nói lại.
theo y như cái âm của người ta, ở chỗ càng giống thì càng tốt. Đương nhiên là những cái lần đầu tiên nó sẽ rất là khó vì họ đọc khá là nhanh ấy. Và cái này nó không phải là những cái từ mà giống như trong cái đoạn hội thoại của mình nên là nó sẽ phức tạp hơn. Nhưng mà mình không cần phải trang nghĩ ngay lần đầu tiên mà mình chỉ đơn giản là mình bắt chước lại. Ví dụ như chị sẽ mở một đoạn. Talkthema mit Vokabeln. Zahlen ohne Bargeld. Dạ, thì người ta đọc là silent on a bargain. Thì mình chỉ đơn giản là mình bắt chước lại như thế thôi. Xong rồi sau đó mình sẽ cho Einigen nó chạy tiếp. Ländern braucht man schon heute an der Kasse weder Bargeld noch eine Karte mit PIN. In einigen Ländern braucht man schon heute an der Kasse weder Bargeld noch eine Karte mit PIN. Các bạn lặp lại giống hệt giống như người ta lặp lại vậy. Đương nhiên là những cái lần đầu tiên ấy, thì mình sẽ phải nhìn vào cái transcript của mình rồi đúng không? Còn khi mà các bạn nghe mà các bạn không cần phải nhìn transcript nữa thì đương nhiên là lúc đó là các bạn rất là perfect, có nghĩa là rất là giỏi rồi. Hier ist es üblich, sogar beim Bäcker oder im Kiosk bargeldlos zu bezahlen. Hier ist es üblich, sogar beim Bäcker oder im Kiosk bargeldlos zu bezahlen. Das mag praktisch sein, doch Experten warnen. Das mag praktisch sein, doch Experten warnen. Zum Beispiel như thế, có nghĩa là cái đấy là một cái ví dụ để chị hướng dẫn cho các bạn học. Có nghĩa là mình sẽ mở một cái đoạn clip lên, đơn giản mình nghe qua một lần, hai lần. Sau đó đến lần thứ ba, lần thứ tư thì mình sẽ cố gắng mình viết lại cái đấy xuống thành ở dưới một cái tờ giấy. Dạ. Mình chưa cần phải tra từ điển vội mà mình chỉ đơn giản là mình nghe, mình chép lại. Hoặc nếu như mà bạn cảm thấy khó quá thì thường tất cả các bài nghe nó đều có cái phần script cho mình sẵn rồi. Thì các bạn mở ra các bạn iPad là các bạn đơn giản là các bạn chép lại thôi. Sau đó thì mình sẽ tập đọc theo đúng giống như cái âm của người Đức như thế. Và chị nghĩ là nếu như mà các bạn chăm chỉ tập, có nghĩa là mình sẽ tập mỗi ngày như vậy, tùy theo trình độ của mình sẽ tập từ bài dễ đến bài khó. Thì trong vòng khoảng 1 đến 2 tháng là các bạn sẽ thấy là cái khả năng mà đọc phonation của bạn nó sẽ cải thiện rất là đáng kể. Và cái việc này nó cũng giúp cho mình tự tin lên, hoặc là mình khi mà mình đọc với mình cảm thấy là mình tập làm sao mình đọc diễn cảm giống như là người ta đọc như thế ở trên radio. Thì cái đấy cũng là một cái cách học để cho mình vừa luyện nghe, vừa luyện phát âm và luyện cho mình đọc diễn cảm. Vì không phải giống như ngay cả học tiếng Việt cũng vậy, hồi xưa thì không không phải là ai cũng đọc được truyện một cách diễn cảm, thế nên là tiếng Đức cũng thế, nếu bạn muốn đọc hay thì bạn phải tập thôi, đơn giản là như vậy. Và đến khi mà bạn đã đọc nhuần nhuyễn rồi thì bạn sẽ tra lại hết tất cả những cái từ vựng ở trong bài mà bạn vẫn chưa hiểu. Thì lần cuối cùng này là lần mà mình sẽ hoàn thiện hết tất cả các kỹ năng của mình, nghe, phần đọc, phần từ vựng, từ phát âm. Dạ. Và khi mà mình đọc nhiều những cái bài như vậy thì tự nhiên cái phần khả năng viết của bạn sẽ tăng lên, và bạn cũng sẽ tự khắc bạn sẽ nhận ra được là ở trong cái đoạn văn đó nó có những cái phần ngữ pháp nào mình đã học hay là mình chưa học, và tại sao người ta dùng trong cái trường hợp này mình lại dùng cái phần ngữ pháp vậy. Ví dụ conjunctive swine nhưng mà không phải là conjunctive ice chẳng hạn. Dạ. Ok, cái đó là phần mình đã nói qua, phần học từ vựng này, mình đã nói qua phần học nghe nói phát âm này. Còn cái phần dialogue, dialogue thực ra nó rất là dễ luôn. Phần dialogue chị thấy nó dễ hơn là cái phần mà mình đọc phonation này rất là nhiều. Tại vì sao? Các bạn ở trên YouTube ấy, nó có rất là nhiều, ví dụ như là nó cũng có cái chuỗi những cái dialogue của Deutsche Schule, thì các bạn có thể tự tìm và các bạn học lại. Hoặc là đơn giản là các bạn tự nghĩ ra là ví dụ như cái đó trong tiếng Việt mình sẽ giao tiếp với bạn mình như thế nào, và mình sẽ có một hai cái bài dialogue mẫu, những cái đoạn mẫu, và mình cứ vậy thì mình sẽ tìm một cái partner, một cái người bạn của mình và mình tập nói thôi. Cái đấy hầu như là khi mà các bạn đã có phản xạ rồi các bạn sẽ nói, các bạn cảm thấy rất là dễ luôn, vì cái đó là cái văn văn phong nói chứ không phải là văn phong viết.
Còn cái phần mà mình vừa đọc foreign là giống như kiểu ở trên radio người ta nói hoặc là ở trên báo người ta viết là nó khó hơn một bậc. Ok, đó là cái phần học từ vựng. Cái thứ hai là học nghe nói, phát âm. Và cái phần thứ ba là đến phần học ngữ pháp. Thì chị thấy rất là tiếc tại vì cái cách học ở Việt Nam á, nó khác so với lại cái cách học ở bên Đức này. Là vì sao? Hầu như là các bạn ở Việt Nam đều chú trọng đến ngữ pháp ngay trình độ đầu tiên hơn là các bạn chú trọng đến cái việc nghe nói và phát âm. Thì cái này đối với bản thân chị thì chị thấy là nó hơi đi trái lại với cái cách học ngoại ngữ mới của bên này. Thường bên này hoặc là các bạn cũng có thể tự hình dung nhé, một cái đứa trẻ con khi mà nó mới đẻ ra ấy, rồi nó lớn lên 1 tuổi 2 tuổi nó sẽ bắt đầu bập bẹ những cái từ đầu tiên, thì là do trong cả một cái quá trình thì em bé đã nghe bố mẹ nói cái gì rồi đúng không, hoặc là những cái môi trường xung quanh có những cái âm thanh gì thì em bé nó hấp thụ vào người, và sau đó thì là đến cái tuổi nói, có nghĩa là 1 tuổi các bạn sẽ bắt đầu từ những cái từ mama papa, những cái từ đơn giản trước, và cái khả năng nói của em bé đó sẽ nó sẽ tăng theo thời gian. Đó là cái cách học ngoại ngữ cũng áp dụng cho người lớn. Nhưng mà hầu như là ở Việt Nam ấy thì các bạn lại thích chỉ chú trọng vào ngữ pháp thôi, và các bạn xem ngữ pháp trong cái bộ môn tiếng Đức lại là cái kỹ năng quan trọng nhất. Thì chị không có đi theo phương pháp này vì chị vẫn thiên về cách học ngoại ngữ theo cách tự nhiên, có nghĩa là ban đầu tiên bạn sẽ được input, có nghĩa là đưa tất cả các cái âm chính vào những cái từ mà bạn phải nghe từ nước ngoài, từ người Đức, càng nhiều càng tốt, và sau đó bạn nachsprechen, có nghĩa là bạn lặp lại cái âm đó một cách có ý thức. Thì khi mà người lớn mình học đương nhiên sẽ nhanh hơn trẻ con, vì ngoài cái việc mà mình nghe, mình hấp thụ thì mình còn có thể là tự viết lại cái từ đó và mình nhận diện được cái mặt chữ, nên là mình sẽ học nhanh hơn. Nhưng mà ngữ pháp thì chỉ là một kỹ năng trên 4 kỹ năng các bạn đi thi, nghe nói đọc viết, thế nên là mọi người nên học đều, mình sẽ học đều hết tất cả các kỹ năng từ những cái ngày đầu tiên, thì cái việc này nó sẽ giúp cho bạn đạt được cái trình độ B1 mong muốn. Vì có rất là nhiều bạn chị thấy tiếc là vì các bạn có thể là đậu cái phần viết trước, nhưng mà cái phần mà nghe nói bạn thi mãi 8-9 lần luôn bạn không có đậu. Thì đây là do cái ý thức của bạn, cái phương pháp học của bạn chị nghĩ là chưa có thực sự là đúng lắm. Vì khi mà mình học nghe với học nói á, là nó cần cả một cái quá trình dài, có nghĩa là cái quá trình này nó phải lặp đi lặp lại, và bạn phải luyện những cái từ này, và bạn tạo ra một cái phản xạ cho bạn. Thế nên là bạn không thể nào mà bạn nếu mà bạn giỏi ngữ pháp lắm nhưng mà bạn không có phát âm được, bạn cũng không có tự nói ra được, thì khi mà bạn học 8 tháng xong rồi bạn thi đậu hết tất cả các kỹ năng về ngữ pháp, về viết, thì bạn nghĩ là trong thời gian 1 tháng thì bạn có thể nào bạn luyện lại được để bạn có thể phát âm được đúng, và các bạn có thể nói để có một cái phản xạ giao tiếp được tốt hay không, thì cái này là chắc chắn là mình sẽ không có đạt được một sớm một chiều. Thế nên là mọi người phải cố gắng là ngay từ đầu tiên các bạn nên chú trọng cái kỹ năng nghe nói của mình. Vì khi mà bạn nghe được tốt rồi, bạn tập phát âm lại thì bạn phát âm mới đúng. Còn nếu như bạn không nghe được thì chắc chắn là bạn cũng không thể nào nói được chính xác. Đó là cái mà nghe nói tại sao nó luôn đi đôi với nhau là vì vậy. Thì còn cái phần ngữ pháp nhá, mọi người cũng hỏi là ngữ pháp tiếng Đức nó khó hơn tiếng Anh, thì cái này chị cũng khẳng định là như vậy, tại vì nó giống như chia đuôi động từ, danh từ thì nó cũng phụ thuộc vào là cái danh từ đó là mang giống gì, there, this, or the that. Thì để mà làm đúng thì các bạn phải học từ vựng kèm giống của danh từ. Ngoài ra có một cái quy tắc chung là ngữ pháp tiếng Đức nó giống như kiểu là bạn đừng hỏi tại sao nó lại là như vậy mà không phải là khác, mà bạn chỉ đơn giản là
bạn hãy học thuộc cái quy tắc đó giống như một cái bản khu chương vậy. Khi mà mình học bản khu chương thì mình cũng chỉ cần học thuộc thôi, thì khi mà bạn đã học thuộc cái quy tắc đó rồi thì bạn có thể áp dụng rất là nhanh và nó cũng sẽ không có mất thời gian nhiều của mình. Có những cái quy tắc thì bắt buộc phải học thuộc, mình không có cách nào khác, và mình khi mà hỏi thì cũng không có cách nào để trả lời là tại sao nó như thế cả. Thì cái đó là cái phần ngữ pháp của tiếng Đức. Với lại một cái nữa là bình thường chị thấy là giống như mình học, mình có những cái chương trình mà học online mà mình làm bài tập bằng ngữ pháp ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn đỡ nhàm chán hơn là các bạn học ngữ pháp khô khan theo kiểu là mình cứ viết xuống giấy. Thì hiện tại là có rất là nhiều cái chương trình online đi theo cái bộ sách của mình. Ví dụ như bên IECS thì hầu như là ngày nào các bạn cũng sẽ được làm bài tập ngữ pháp online sau giờ học chính. Thì qua cái phần ngữ pháp này các bạn sẽ được chấm điểm luôn tại chỗ và các bạn biết được là mình sẽ làm được bao nhiêu phần trăm, tương đương với lại việc là mình hiểu bài được bao nhiêu phần trăm trong cái giờ học vừa rồi. Ngoài ra thì mình có thể xem những cái cuốn sách ngoài, ví dụ như Grammatic Active thì hiện tại là nó cũng rất là dễ hiểu, có nghĩa là mỗi bài đó thì bạn sẽ có một cái phần hệ thống lại, diễn giả người ta đã hệ thống lại cho bạn rất là ngắn gọn và dễ hiểu và có nhiều màu sắc. Mình sẽ ôn lại cái phần đấy hệ thống rồi sau đó mình làm luôn bài tập ở dưới, và đằng sau thì mình luôn có lời giải cho cái phần vậy ngữ pháp này. Thì khi mà có một điểm lưu ý là các bạn học ngữ pháp ấy ở phần A1 nó rất là dễ, nhưng đây cũng là nền tảng để các bạn có thể học lên được A2 và B1. Nếu như ở A1 các bạn bị hỏng kiến thức thì các bạn đừng có ngần ngại mà chia sẻ với giáo viên về việc này. Các bạn phải hỏi luôn là em chưa hiểu ở vấn đề này, cô có thể giải đáp lại cho em được hay không? Và mình phải chắc kiến thức ở cái nền A1 thì các bạn mới có thể lên được đến A2 và B1. Vì càng lên trên thì cái phần ngữ pháp nó khá là khó. Dạ, nó sẽ giống như kiểu là A1 nhá, thì các bạn sẽ học chia đuôi của danh từ động từ, rồi sẽ học accusative, dative. Khi mà lên A2 thì mình sẽ có những cái kiến thức ngữ pháp nó rời rạc nhau ra, và đến B1 thì mình mới là tổng hợp lại tất cả. Thế nên là A1, A2 là nền tảng của B1. Các bạn không vững, các bạn không thể nào thi đỗ được B1 cả. Ngoài ra là mình có thể là học ngữ pháp qua các trò chơi, ví dụ như có những cái games hoặc là những cái phần mà điền chỗ trống của từ thì mình cũng có thể áp dụng để mình học để cho cái phần ngữ pháp của mình nó tránh khô khan. Chị thấy có những cái lỗi mà các bạn hay mắc phải, đó là các bạn không học chú trọng vào một giáo trình, mà các bạn thường là các bạn giống như kiểu là các bạn thấy là trên mạng có một cái thông tin về cái phần ngữ pháp nào đó, về cái sách nào đó thì các bạn lại share về để các bạn học. Rồi các bạn lại nghe người này, các bạn nghe bạn kia nói là bây giờ mình phải học thêm sách này, học thêm sách kia. Nhưng chị có thể cam kết với các bạn là hồi xưa chị chỉ học đúng một cuốn sách thôi và chị cũng không hề ôn luyện thi, nhưng mình vẫn có thể mình đạt được được kết quả B1 hoặc B2 đúng như cái lộ trình như thế. Vì vậy là mọi người nên là chỉ chú trọng học vào một giáo trình thôi. Dạ, và học chắc một giáo trình đó. Tại vì hầu như ý, tất cả các giáo trình ý, các điểm ngữ pháp đều giống nhau cả, chỉ là cái cách trình bày, cách thể hiện của họ là khác nhau. Thế nên là mọi người cũng không cần thiết là phải sưu tầm quá là nhiều tài liệu của giáo viên này hoặc là giáo viên kia, hoặc là sách này sách kia, hoặc là của nhà xuất bản này nhà xuất bản kia, mà mình chỉ đơn giản là mình chú trọng vào một cái cuốn sách mà mình đang học thì cái hiệu quả mà các bạn học nó sẽ cao hơn. Và mình cũng không mất nhiều thời gian để mình so sánh hay là đối chiếu nữa, mà mình chỉ có tập trung vào mình học cái phần của mình thôi. Ok. Còn ngoài ra thì mình cũng có thể học qua các bài hát, ví dụ như bạn nào mà thích hát ấy, thì mình sẽ tìm những cái bài hát tiếng Đức, tiếng Anh có subtitle tiếng Đức, hoặc là mình hát những cái bài hát tiếng Đức, thì đây cũng là cách để mà các bạn vừa học vừa giải trí. Sau đó thì mình cũng có thể là xem phim, ví dụ như một tuần thì mình có thể tìm một cái bộ phim
về cái chủ đề mình thích, hoặc là một cái bộ phim mà bây giờ hiện tại nó đang rất là hot mà nó có subtitle tiếng Đức, thì các bạn có thể là xem phim để mà học thêm cái vốn từ vựng của mình, rồi mình biết được cái văn hóa sử dụng ngôn ngữ của Đức. Giống như là mỗi một cái ngôn ngữ thì nó sẽ có một cái văn hóa khác nhau, thì khi mà học đến cái trình độ trên B2 á, B1, B2 thì mình bắt đầu mình có thể tìm hiểu sâu dần về cái văn hóa của người Đức, thì nó khác với lại là Anh, Mỹ như thế nào, hoặc là khác với Việt Nam như thế nào. Ngoài ra cũng có một cái trang mạng xã hội mà mình có thể là học tiếng Đức rất là hay, đó là Instagram. Thì ở trên đó thì chị thấy là các giáo viên đó, người ta cũng sẽ làm những cái chủ đề về tiếng Đức rất là dễ hiểu luôn. Thì các bạn cũng có thể là follow xong rồi các bạn sẽ học thêm, đọc thêm khi mà các bạn có thời gian. Xem những cái đấy nó giống như kiểu là thay vì là mình lướt lướt Facebook mà kiểu xem linh tinh hoặc là đọc mấy cái báo mạng á, thì mình dành mỗi ngày mình xem một ít ở trên Instagram, vì những cái hình ảnh ấy thì thường nó sẽ lưu lại ở trong đầu dễ hơn và nó gợi nhớ dễ hơn, thì mình sẽ không có bị nhanh quên. Còn nếu mà mình chỉ học kiểu là học chay thôi ấy, thì nó sẽ rất là nhanh quên và mình sẽ quên hết những cái từ vựng mới chẳng hạn như thế. Cái đấy là cách học của chị. Thì chị sẽ share tất cả những cái trang, ví dụ như là từ điển là các bạn hay dùng là gì, rồi những cái từ điển đồng nghĩa, rồi những cái trang mà có cái bài nghe, hệ thống bài tập nghe online, các bạn cũng có thể tự học thêm ở nhà. Ngoài ra là có những cái radio của Đức, hoặc là những cái kênh mà người ta chiếu lại những cái phim ở trên ở bên đài truyền hình Đức này, nhưng mà người ta up lên mạng ấy, thì cái đấy mình cũng có thể theo dõi. Hoặc là một số những cái links YouTube để mình có thể luyện nghe những cái series của viện Whisper họ làm cũng khá là dễ hiểu. Đó là cái phần hôm nay mình đã nói qua cái phần là học từ vựng như thế nào cho hiệu quả này. Rồi phần thứ hai là cách học nghe, nói, phát âm và đặc biệt là luyện đọc. Thì cái phần này khá quan trọng. Cái phần thứ ba là làm sao để mà học ngữ pháp để cho nó không bị khô khan. Đấy. Rồi mình có thể học qua những cái trang ở trên mạng xã hội như Instagram, Facebook, rồi một số những cái kênh YouTube như Deutsche Schule hoặc là DV, thì nó có hầu như là đầy đủ tất cả các chủ đề. À, liên quan một cái nữa là nãy giờ là chị nói cho các bạn là học từ trình độ đầu tiên lên, thì tiện đây chị cũng nói về cái phần mà các bạn ôn thi B1 đúng không? Cái phần nói của phần ôn thi B1 ấy thì chị thấy là khá nhiều bạn gặp khó khăn về cái việc là xây dựng ý tưởng ở trong đầu để làm sao mà trả lời cho cái bài của mình nó được điểm cao. Thì hiện tại là chị khuyên là các bạn nên hệ thống lại cho mình những cái readmission, có những là những cái câu mẫu. Ví dụ như cho cái phần mà dialogue thì mình cũng có thể mình soạn sẵn cái câu mẫu của mình, ví dụ như là khi nào ban đầu tiên vào thì mình chào như thế nào, sau đó thì mình sẽ, nếu như mình là người bắt đầu nói thì mình sẽ hỏi bạn về cái kế hoạch planum trong cái đề như thế nào, rồi mỗi bạn sẽ chia ra là mang cái gì, làm cái gì, hẹn gặp nhau ở đâu, và sau cùng là một cái bạn sẽ tóm tắt lại là ok mình sẽ tóm tắt lại thông tin là mình sẽ hẹn làm cái gì vào đúng tại thời điểm nào. Thì cái đoạn dialogue đó nó khá là dễ. Các bạn chỉ cần là các bạn nhớ cái sườn ý và những cái ý chính mà bạn phải nói, vì giáo viên người, giám khảo người ta sẽ chấm điểm xem có đủ những cái nội dung đó hay không, và khi bạn tóm tắt lại thông tin thì phải chính xác cái thông tin mà cái người bạn đã nói với bạn, chứ còn nếu như mà bạn mà nói sai là bạn sẽ bị trừ điểm ở cái phần này. Và ở cái phần giao tiếp này thì người ta sẽ chấm thêm điểm là cái cách bạn thể hiện với cái bạn nói cùng bạn như thế nào, có nghĩa là mình sẽ trả lời một cách tự nhiên rõ ràng, nhưng không phải là chứ không phải là cách mà các bạn giống như kiểu học thuộc lòng và trả bài, thì đương nhiên là các bạn sẽ bị trừ điểm ở cái phần trình bày của mình. Ở cái phần thi thứ hai của bài nói là các bạn sẽ nói một cái bài presentation, thì cái phần này là phần thuyết trình. Ở cái phần thuyết trình này thực ra nó không khó nhá,
Nếu mà các bạn đã chuẩn bị kỹ cái sườn ý của mình, mọi người thử tưởng tượng là khi mà bạn nói hay bạn thuyết trình bằng tiếng Việt thì bạn cũng phải có cái sườn ý của bạn, thì khi mà bạn nói bằng tiếng Đức nó cũng sẽ tương tự như vậy. Có nghĩa là mỗi người sẽ soạn ra cho mình một cái sườn mẫu, mà thực ra là cái sườn này là cũng là đã bắt buộc rồi. Ví dụ như trong một bài nói của mình thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu là phần nói của tôi sẽ nói về chủ đề gì đó A, B, C. Xong rồi sau đó thì mình sẽ nói đến là erfahrung của mình là như thế nào, có nghĩa là cái kinh nghiệm của mình về cái chủ đề đó như thế nào. Ví dụ như là mình có nên ví dụ như chủ đề là con nít xem TV được bao nhiêu giờ một ngày, có nên xem hay không, thì đầu tiên mình sẽ nói là hôm nay tôi sẽ nói về cái chủ đề là trẻ con được xem TV bao lâu một ngày. Rồi mình sẽ nói là ở việc ý thứ hai là mình sẽ nói là cái kinh nghiệm của mình, có nghĩa là ở Việt Nam thì tôi thấy là thường trẻ con xem TV nhiều hay ít, rồi bao nhiêu tiếng một ngày. Rồi sau đó mình sẽ nói là cái lý do mình cảm thấy là có cái ích lợi gì khi mà trẻ con xem TV. Và ý tiếp theo là mình sẽ nói là những cái điểm không tốt khi mà trẻ con xem TV nhiều quá. Và sau đó là mình kết luận lại là có nên cho trẻ con xem TV hay không. Có nghĩa là chỉ đơn giản là như thế thôi. Có nghĩa là bất cứ cái chủ đề nào mình cũng sẽ nói theo đúng trình tự là như vậy. Thế nên bạn chỉ cần nhớ cái trình tự đó ở trong đầu. Rồi sau đó mỗi chủ đề khác nhau thì mình sẽ thay đổi những cái ý con ở trong đấy. Thì có nghĩa là khi mà mình học ấy, sau khi mình đã có cái sườn ý của mình rồi ấy, thì các bạn không cần phải mất nhiều thời gian quá để học cho một chủ đề, mà mình chỉ cần ghi nốt ra giấy. Ví dụ như bốn ý là lợi ích của nó là gì, và cái bất hạnh bất lợi của nó là gì, rồi cái kinh nghiệm của mình đối với cái chủ đề đó, và cuối cùng là mình kết luận. Thì mọi người cái phần này mọi người đừng có học thuộc lòng theo kiểu là bạn vào một cái là bạn nói rất là nhanh nha. Bạn nói nhanh giống như kiểu là bạn trả bài như thế là chắc chắn là bạn sẽ bị rớt cái phần nói này. Thế nên là khi mà mọi người nói ở cái phần mà tự luận ấy, thì mọi người nói một cách chậm rãi, từ tốn, phát âm chuẩn, ngữ pháp dùng cấu trúc của B1, không được dùng cấu trúc của A2 vì A2 là nó sẽ bị trừ điểm. Dùng cấu trúc của B1 và các bạn nói nó phải logic chứ. Ví dụ như từ ý A sang ý B nó cũng phải logic, chứ không phải là đầu tiên bạn nói là không được rồi cuối cùng bạn lại nói được, thì thành ra là cái bài nói của bạn không có còn giá trị gì nữa. Và cái phần mà giáo viên giám khảo hỏi về cái nội dung thuyết trình của bạn cũng là phần quyết định là bạn có đậu ở cái bài nói này hay không. Tại vì sao? Vì khi mà bạn học thuộc lòng rồi ấy, và bạn không có luyện cái kỹ năng nghe ấy, thì bạn sẽ không thể nào mà bạn nghe hiểu được là giáo viên đang hỏi, giám khảo đang hỏi mình về cái vấn đề nào. Ví dụ như là có bạn đi vào thi kể là giám khảo hỏi là cái giống như chủ đề lúc nãy là xem tivi, thì giám khảo mới hỏi là chứ thế là bây giờ là em cho biết là bây giờ theo em là trẻ con có thể xem được bao nhiêu tiếng một ngày chẳng hạn như thế, thì bạn đó lại trả lời lại là không phải là số tiếng, mà bạn đó lại trả lời là theo em nghĩ thì là trẻ em xem tivi là tốt chẳng hạn như thế. Có nghĩa là cái câu hỏi và cái câu trả lời nó không có trùng ý của nhau, chứng tỏ là giám khảo xác định được là bạn học cái bài này là học tủ học vẹt, chứ còn không có phải là bạn học theo kiểu nghe nói và giao tiếp, nên nên là bạn không thể nào bạn nghe hiểu được là giám khảo đang nói cái gì. Thì cái này là cái mà mình nên tránh. Và để mà nghe được giáo viên hỏi cái gì ý, là cái đó là cũng là một quá trình, vì khi mà bạn đi thi ý, bạn rất là run vì có nhiều bạn nói là cả một khóa học như thế em không bao giờ em được tiếp xúc với giáo viên nước ngoài, hoặc là em chỉ tiếp xúc được với giáo viên nước ngoài một buổi một tuần thôi, có nghĩa là khoảng 2 tiếng một tuần. Thì khi mà em vào em gặp giáo viên nước ngoài em cảm thấy rất là sợ, và thành ra là những cái kiến thức mà em đã chuẩn bị ở nhà ấy thì nó không có còn nữa, và khi mà em quên một ý là em không có nói được nữa. Thì mọi người bởi vậy các bạn khi mà các bạn học á, các bạn hãy xác định là các bạn phải học đều tất cả các kỹ năng nghe nói đọc viết. Các bạn hãy tận dụng cái thời gian mà các bạn học với giáo viên nước ngoài nhiều nhất như có thể, và mình phải trong lớp ấy mình cũng phải luôn
cố gắng chủ động để mà có cơ hội thì mình phát biểu, chứ các bạn đừng có kiểu là mình sợ nói sai xong rồi mình im lặng, mình không có bao giờ mở miệng ra mình nói hết, thì thành ra là cái cơ hội của bạn mất đi. Và khi mà bạn học qua 6 tháng hoặc là 8 tháng rồi bạn cũng vẫn không có nói được chuyện với người nước ngoài, thì cái này là cái điều mà mình nên tránh từ đầu. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của chị. Các bạn có câu hỏi gì không thì các bạn có thể là đặt câu hỏi và chị sẽ trả lời, giải đáp cho các bạn. Chị sẽ mở xem coi thử là mọi người hỏi gì nhé. Ok, các bạn hỏi thì bạn Thiên Kim hỏi kỹ năng nghe thì làm sao để nghe tốt được ạ? Em nghe yếu lắm luôn chị. Như lúc nãy chị cũng có nói ở phần trên ấy, là kỹ năng nghe chắc chắn là mình không thể nào mình cải thiện được một sớm một chiều. Cái này đối với tiếng Anh hay là tiếng Đức hay là một cái ngôn ngữ nào đó cũng giống nhau thôi. Có nghĩa là các em phải luyện tập cái này mỗi ngày. Bằng cách là ở trên mạng nó có rất là nhiều những đoạn video clip ấy mà theo đúng cái trình độ học của các bạn luôn. Ví dụ như trình độ A1 chẳng hạn thì sẽ nói những cái đoạn chỉ ngắn khoảng tầm 1 phút hoặc 2 phút thôi. Thì tụi em đầu tiên là tụi em sẽ bật lên tụi em nghe, giống như kiểu là nghe chay, có nghĩa là mình nghe mình cũng không có cần phải hiểu hết nội dung 100%, mình nghe được, mình cố gắng mình hiểu được càng nhiều càng tốt. Sau đó thì mình lại nghe lại lần hai. Nếu mà nghe lại lần hai mà mình vẫn chưa hiểu thì mình có thể là mở cái phần transcript lên, thì người ta cũng có ghi theo cái bài nghe rồi, thì các bạn có thể là mở ra và các bạn xem cái phần người ta nói song song với lại phần transcript. Rồi cái cách mà để mà lần sau mình có thể là nghe lại được cái nội dung tương tự như thế thì các bạn phải có từ vựng, đúng không nào? Thì cái phần từ vựng là cái phần quan trọng trong cái phần nghe này, thì các bạn phải cố gắng học nhiều từ vựng và các bạn phải phát âm được chuẩn những cái từ vựng này. Vì một số bạn ấy cũng học rất là chăm, có nghĩa là các bạn có rất là nhiều từ vựng, nhưng mà khi mà các bạn nghe các bạn lại không nhận biết được cái từ vựng này là cái từ mà mình đã học rồi ở trong cái đoạn văn đó hoặc là trong cái đoạn clip đó, thì cái này là cái rất là đáng tiếc, đúng không? Thế nên là khi mà mình học từ vựng thì bình thường mình sẽ tra từ điển, thì các bạn nên tra từ điển tiếng Đức Đức. Các bạn sau khi tra từ điển xong thì các bạn sẽ nhìn ở bên góc tay phải của cái từ đó, lúc nào nó cũng có hình cái loa. Một số từ điển thì nó sẽ có cả giọng nam, giọng nữ hoặc là giọng một số vùng khác nhau, thì mình sẽ bấm click vào đấy và mình xem, mình nghe hết tất cả các cái cách đọc của người ta. Và nếu được nữa thì các bạn hãy cố gắng lặp lại, chị nghĩ là mỗi từ mình ít nhất là mình cũng có thể là lặp lại 5 đến 10 lần. Vì khi mà mình học ở nhà thực ra là cũng chả có ai nhìn thấy mình là mình học như thế nào cả, thế nên là các bạn cũng không có cần phải mắc cỡ hay là gì, thì mình cứ bấm loa to lên xong rồi sau đó thì mình đọc lại cái từ đó, và khi mà mình đọc lại như vậy thì mình sẽ nghe thử xem là mình đọc có giống người ta không. Cái cách để mà kiểm tra lại là mình nói có giống được người ta không hoặc là mình nói được giống bao nhiêu phần trăm, thì các bạn có thể là các bạn dùng điện thoại của các bạn và các bạn thu âm lại cái phần nói của mình. Khi mà các bạn thu âm lại phần nói của mình ấy, thì các bạn sẽ nghe thấy được là cái âm của mình phát âm có đúng không này, cái ngữ điệu của mình có giống của người ta không này. Và thực sự ý là trong những cái lần mà học đầu tiên ấy, chắc chắn là khi mà các bạn thu âm lại các bạn mới nhận ra rằng là à sao mình đọc khác người ta quá. Thì cái này là cái chuyện bình thường thôi, nhưng mà khi mà mình luyện tập lại nhiều lần thì đương nhiên là cái mình sẽ cải thiện được. Thì phần kỹ năng nghe chị nói lại là các bạn sẽ cần nhiều từ vựng và các bạn phải phát âm chuẩn được những cái từ vựng mà các bạn đã học. Và cái thứ ba nữa là các bạn luyện nghe qua những cái clip hoặc là nghe radio. Ngoài ra cái đó là cái cách mà bạn vừa học vừa nghe từ vựng. Ngoài ra là bạn có thể nghe, gọi là ta sao ta nghe passive, có nghĩa là mình nghe không chủ động ấy, là mình
vừa nghe mình, chẳng hạn mình vừa ngủ hoặc mình vừa nấu ăn hoặc là mình làm một cái gì đó, mình có thể là mình vừa bật lên mình vừa nghe. Ví dụ các bạn đi đi tắm hoặc đi đánh răng chẳng hạn, các bạn cũng có thể là tận dụng cái khoảng thời gian 15 phút đó để các bạn có thể nghe tiếng Đức trước khi các bạn đi ngủ. Hoặc là trong khi các bạn ngủ, các bạn cũng có thể bật để cho cái tiếng Đức đó nó chạy như thế. Thì cái việc mà đầu của mình ấy sẽ hấp thụ được cái âm đó khi cả ngay khi là mình ngủ, thì cái đó là cái cách mà mình tận dụng cái thời gian của mình. Dạ, ok. Thì đó là câu hỏi của bạn Thiên Kim. Bạn Lê Thị Thanh Hoa, bạn hỏi chị là em hay học từ vựng qua sách báo, em cũng dễ nhớ từ vựng và em cũng hiểu nghĩa nhanh, nhưng khi áp dụng nó để viết một tình huống gì đó thì khá khó khăn ạ. Em đọc hiểu thì nhanh hơn viết. À ok. Cái trường hợp của Thanh Hoa có nghĩa là em rất là chăm chỉ nhé. Có nghĩa là, và cái khả năng trí nhớ của em cũng tốt, có nghĩa là em nhớ được cái lượng từ vựng mới là nhiều, nhưng mà em không áp dụng được thực tế, có nghĩa là em không sử dụng được cái từ vựng đó vào trong cái bài viết của mình. Thì cái cách mà để mà mình cải thiện cái khả năng viết của mình ấy là khi mà em học từ vựng ấy, em đừng có học kiểu một từ riêng biệt, em hiểu không? Giống như kiểu là khi mà mình học từ vựng thì mình nên học cái từ đó, ví dụ danh từ thì đi chung với cụm động từ nào, hoặc là động từ đi chung với lại giới từ nào, cái đó là phải học chung với nhau. Cụm danh động từ giới từ, rồi em phải học, khi mà em học cái từ đó là em phải đặt một cái câu mẫu luôn. Ví dụ như là như thế nào nhỉ? Ví dụ như là em nói là già hunger là đói bụng ra, thì em đặt cho em một cái ví dụ là each have a hunger that's been gazed yes than in restaurant essence. Giả dụ là như thế, có nghĩa là em sẽ nói là tôi đói bụng, vì vậy là bây giờ tôi đi ăn ở nhà hàng. Dạ, thì khi mà em đặt cái từ vựng vào trong cái câu thì nó cũng giúp cho em biết là cái cách của em sử dụng cái từ đó như thế nào. Ví dụ như có từ là contrarian với lại riparian, hai cái từ đó là các bạn cũng hỏi là tại sao dịch ra tiếng Việt là cũng khi nào thì mình dùng là contrarian. Ví dụ như cái xe đạp bị hư thì mình có dùng contrarian không? Chẳng hạn như thế. Thì em có thể là dùng cái cuốn từ điển Lingue, chị cũng có một cái bài viết về cái phần đó, thì tí nữa chị sẽ comment vào cái comment của em thì em có thể nhìn lại được cái trang từ điển đó. Và khi ví dụ như em chỉ biết là một nửa cái câu là em nên viết như vậy thôi nhé, thì em sẽ copy cái nửa câu đấy của em. Mọi người có nghe được không ạ? Nó bị gián đoạn đó, thì em sẽ copy nửa cái câu đó của em vào trong cái phần mà cái trang mà chị đưa ấy, thì nó sẽ có những cái câu ví dụ mẫu tương tự và người ta viết hoàn chỉnh luôn, thì mình sẽ học từ đó. Đấy, đấy là một cái cách mà chị hay làm. Bạn Thiên Kim hỏi là từ mới em học cứ hay bị nhầm lẫn giống của danh từ. Cái này như chị nói ở trên đó là mình không có cách nào khác, là mình phải học thuộc thôi. Nó có một số cái quy tắc cho giống đi, giống cái hoặc là giống đực thì em phải học, hoặc là mình cũng có một số quy tắc là ví dụ những cái từ nào mà mình mượn của nước ngoài chẳng hạn thì cũng là thường là giống chung, thì một số những cái quy tắc đó mình nhớ rồi thì cũng hầu như là được 80% cái số lượng danh từ rồi. Còn ngoài ra những cái từ mà nó kiểu là nó cá biệt ấy thì mình phải đọc nhiều, mình đọc riết là mình kiểu quen miệng ấy, khi mà mình nói sai mình cảm thấy nó ngượng, chứ còn cũng không có cách nào khác cả. Thì cái phần tiếng Đức nó bị khó là ở cái phần giống của danh từ. Tiếng Đức có mẹo hay tips như tiếng Anh không ạ? Thực ra thì chị thấy là tiếng Đức nó cũng có một số các cái mẹo nhất định đấy. Ví dụ như là cái giống của danh từ như chị nói là mình cũng có cái mẹo để mà mình nhớ. Rồi cách chia đuôi thì cũng có. Ở trong cái bảng mình không nên học, mình chỉ học những cái điểm khác nhau thôi của các cái phần chia đuôi khác nhau đấy, thì khi mà mình làm mình sẽ làm rất là nhanh. Ngoài ra bạn Duy Nguyễn hỏi là nếu A1 mà học nhiều với giáo viên Đức có phù hợp không ạ, à? Hay em nên củng cố ngữ pháp trước ngay từ A1? Như chị nói đấy lúc nãy thì
Với phương pháp học của chị thì chị vẫn thiên về là từ trình độ đầu tiên mình sẽ học nhiều với giáo viên Đức. Tại vì sao? Cái này ấy, ban đầu tiên em học em cảm thấy là nó khó thực sự. Tại vì em không thể nào em hiểu hết được là người Đức người ta nói cái gì. Nhưng mà khi em học ngoại ngữ ấy, thực ra em sẽ không bao giờ em hiểu được 100%. Ngay cả khi là em sống ở Đức lâu năm đi chẳng hạn, mà em phải dùng những cái giống như là cái ngôn ngữ cơ thể của mình. Lúc mà mình học tiếng Anh cũng thế. Và khi mà em dùng cái ngôn ngữ cơ thể của mình nhá, xong rồi em vận động cái tư duy của em ấy, thì em luôn có thể tồn tại được bất cứ ở đâu với một cái ngôn ngữ mới. Thì cái đó là cái cách học của chị. Còn không bao giờ em có thể học hết được tất cả các từ mới, và không bao giờ em có thể nghe được 100% người ta nói cái gì. Sau này khi mà em qua Đức cũng như thế. Thì em thử đặt ra câu hỏi, tại sao mình không phấn đấu, mình cố gắng từ đầu để mình học với người Đức, và mình làm quen với lại cái việc phát âm của họ, và mình phản xạ lại, có nghĩa là mình phải reagien lại, mà mình lại chỉ chủ động mình học với giáo viên Việt Nam 100% thôi. Vì như vậy nó có tốt không? Vì khi mà em sang Đức á, thì là người em học là người Đức dạy, đâu có giáo viên miền Nam dạy đâu, đúng không nào? Thế nên là trước sau gì mình cũng phải trải qua những cái giai đoạn là mình phải học tập với người Đức. Thế nên nếu như có cơ hội, tại sao không học với người Đức từ đầu để cho cái phần phản xạ của mình tốt? Và một khi mà em đã vượt qua cái rào cản ngôn ngữ của em rồi á, trong 6 tháng đầu tiên á, thì lúc đó em cầm cái bằng B1 lên, em cảm thấy là đúng bằng B1 theo kiểu chất lượng châu Âu. Có nghĩa là em có bằng và em nói, em giao tiếp được, em sử dụng được cái ngôn ngữ đó của em, chứ không phải là cái bằng B1 đó chỉ là cái điều kiện để cho em có thể là đi sang du học Đức. Nhưng khi mà em sang đây rồi thì người ta nói em không có nghe được cái gì, không có hiểu cái gì. Lúc đó bản thân em sẽ thấy hối tiếc vì cái thời gian mà em ở Việt Nam em đã không có chủ động học hay là chủ động giao tiếp nhiều với người nước ngoài. Thì cái đó là cái kinh nghiệm của chị. Ok, bạn Duy Nguyễn nói là nếu học mà dành thời gian để dịch bài nghe có hiệu quả không ạ? À? Vì em thấy tốn nhiều thời gian quá. Hiện tại bên chị cũng áp dụng cả cái phần này. Có nghĩa là các bạn sau giờ học chính, các bạn sẽ có một cái video, phần nghe có hình ảnh, và các bạn phải dịch lại cái phần này. Có nghĩa là các bạn sẽ tự nghe, tự chép xuống giấy bằng tiếng Đức, và sau đó là dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt. Cái phần này có hiệu quả hay không? Thì bản thân chị thì chị thấy là cái phần này ấy, nó sẽ giúp em như thế nào? Cái thứ nhất ấy, là nó sẽ giúp em ôn lại cái từ vựng mới của em, đúng không ạ? Cái thứ hai ấy, là em sẽ học được cách của người ta nói và sử dụng cái từ đó ở trong câu. Có nghĩa là nếu như mình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Đức, bộ nhớ của chị điện thoại nó bị hết, nên là nó bị ngắt. Nếu như mà mình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Đức một một ấy, thì nó sẽ không bao giờ là như tiếng Đức cả, mà nó là cái sự lắp ráp giữa tiếng Việt và tiếng Đức, giữa các cái từ vựng với nhau. Nhưng khi mà em nghe một cái bài người Đức người ta nói, em viết lại, em học theo cách của người Đức, thì đó là cái cơ hội của em để em có thể hiểu được là ở Đức người ta không nói giống như là mình đã từng dịch, mà người ta sẽ nói như thế. Thì chị thấy là cái học này nó mất thời gian, thực sự là nó cũng tốn thời gian của các bạn. Nhưng mà ngược lại là qua cái đó các bạn sẽ học không chỉ là phần nghe, không chỉ là phần viết từ vựng mới, mà các bạn còn học được cả cấu trúc của tiếng Đức. Và ngoài ra là mình còn biết được là nếu như trong tiếng Việt mình cần viết cái đó thì mình sẽ nói tiếng Đức như thế nào. Có nghĩa là nó sẽ có được rất là nhiều, chị thấy nhiều cái lợi hơn là cái phần là các bạn nghĩ là nó bị tốn thời gian. Nên là bên chị hiện tại vẫn áp dụng như thế. Và những cái bạn nào mà làm bài tập chăm chỉ cái phần này và tất cả các kỹ năng mà bên chị giao thì hầu như là các bạn thi đỗ B1, và cái kiến thức của các bạn rất là chắc luôn, bạn cũng rất là tự tin. Nên là nếu mà em có thời gian á, em cố gắng là em thu xếp em vẫn duy trì cái phần này cho chị ha. Ok, bạn Andy Nguyễn hỏi nếu bắt đầu học tiếng Đức thì có nên tự học trước không ạ? Nếu mà tụi em học tiếng Đức á, em có thể tự học cái phần phát âm ở nhà. Thì mình nghe qua YouTube, nghe cách phát âm của người Đức và mình học nói lại. Nhưng mà để mà kiểu hoàn thiện tất cả các kỹ năng á, thì chị thấy là mình vẫn nên đến lớp học hơn. Vì đến lớp thì nó có môi trường để cho các em giao tiếp, nó có một cái động lực để cho các em mỗi ngày các em cố gắng. Còn
Tại vì bản thân giống như kiểu là không ai có thể duy trì một cái mục tiêu bền bỉ một mình được ấy, thì nếu như mà bạn nào làm được cái điều đó thì đương nhiên rất là tốt, các bạn có thể học không cần đến lớp các bạn vẫn học được, nhưng mà thực ra số đông 95% thì là các bạn vẫn nên đến lớp để các bạn học cùng các bạn thì nó sẽ tốt hơn. Bạn Việt Long hỏi video đấy ở đâu á, thì chị nghĩ là bạn đang hỏi cái phần nghe đúng không? Hiện tại là chị chưa có up thông tin vì chị đang livestream á, thì tí nữa có gì thì chị sẽ tổng hợp lại thông tin cho các bạn, hoặc là em có thể vào trang DACS của bên công ty chị thì cũng có rất là nhiều những cái bài mà hướng dẫn cho các bạn cách học như thế nào và có đường links ở đấy. Dạ, bạn Thanh Hoa cũng ghi một cái là links ở dưới là dv.de đấy. Dạ. Ok. Câu hỏi tiếp theo là bạn Duy, nếu như em đến trung tâm học A1 trước rồi tự học ở nhà có ổn không ạ? Nếu như mà bạn đã có cái nền tảng cơ bản ấy, thì chị nghĩ là em nên học ở trung tâm từ A1 đến B1, có nghĩa là từ trình độ B1 trở lên rồi, em đã đậu được trình độ B1 rồi thì B2 em có thể tự học ở nhà, vì cái kiến thức ngữ pháp nó không có nhiều phần mới, mà chủ yếu là em sẽ học nhiều từ vựng hơn, học kiểu là cách đọc báo theo cái kiểu mà kiểu tự luận á, rồi xong rồi những cái thông tin về về khoa học nhiều, thì cái đó là em có thể tự luyện được ở nhà. Nhưng mà trước khi mà em có B1 thì chị nghĩ là em tự học rất là khó luôn. Một bạn hỏi, Vũ Tùng Toàn Cầu hỏi là học B1 5 tháng có đạt được không chị? Đối với bên IECS ấy, thì lộ trình học từ A1 đến B1 là 8 tháng cấp tốc, có nghĩa là bạn sẽ học mỗi ngày 5 ngày trong một tuần. Chị nghĩ là nếu mà với 5 tháng thì có nghĩa là em đã chỉ học A1 và A2 và em đã ôn tập luôn cái phần B1 chứ em không học cái kiến thức của B1, thì chị thấy là cái này học nó hơi bị thiếu kiến thức nhiều quá. Ok, bạn Ngô Lệ Thu, em đang chuẩn bị học tiếng Đức ấy nên bắt đầu học từ đâu vậy ạ? Rồi cách nhớ lâu làm sao? Lúc nãy ở bạn có thể coi lại livestream của chị ở trên thì chị cũng có nói qua một cái phần là làm sao để mà học từ vựng được nhớ lâu, thì em có thể bật lên trên em coi lại ha. Hello anh Khang Trần, Nguyễn Thị Nhung, chị ơi làm sao để học từ vựng một cách hiệu quả? Dạ, chị thấy là hầu hết là các bạn học tiếng Đức ấy, bị gặp khó khăn trong cái phần mà nhớ từ vựng lắm luôn á. Thì như chị nói đó, các bạn học từ vựng thì các bạn phải có một cái cuốn sổ nha. Xong rồi các bạn sẽ chia ra một bên thì là các bạn sẽ viết tiếng Đức và một bên là các bạn sẽ viết tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Thì viết như thế này ấy, không có nghĩa là để bạn nhìn vào tiếng Việt, mà khi mà bạn ôn lại ấy, thì bạn sẽ che một bên như thế này này và bạn nhìn ở bên từ tiếng Đức và bạn sẽ suy nghĩ là từ đó là từ gì về tiếng Việt. Và nếu mà tốt hơn hết đó là bạn nên đặt thêm một cái câu ví dụ ở dưới nữa thì cái cách học đó nó sẽ nhớ lâu hơn. Và ngoài ra là khi mà mình học từ vựng mình phải nên học theo chủ đề và các bạn phải tự tóm tắt cho tất cả các từ mà bạn đã học theo cùng một chủ đề đó vào trong một nhóm. Cái quá trình mà bạn tổng hợp kiến thức như vậy nó cũng đã gợi nhớ lại những cái từ mà bạn đã học, và đó là một cái cách hình thức ôn tập. Và ngoài ra là từ vựng ấy, mình đừng bao giờ mình học quá lâu, quá dài vào một buổi, mà mình hãy chia nhỏ ra. Ví dụ bạn học 30 phút vào sáng sớm từ 7 giờ đến 8 giờ, rồi bạn học các cái kỹ năng khác, ngữ pháp, hoặc là học nói, hoặc là nghe nhạc, giải trí. Sau đó thì sau khi ăn trưa xong thì bạn sẽ lặp lại cái quy trình này. Mà khi mà lần thứ hai bạn học lại từ vựng ấy thì bạn không phải là bạn dở tập bạn ra giống như lúc sáng nữa, mà bạn sẽ ngồi và bạn tưởng tượng là ok, hôm nay mình vừa mới viết từ vựng về chủ đề tất cả các đồ vật trong phòng chẳng hạn như thế. Vậy thì mình đã học được cái từ nào rồi? Thì ví dụ như mình sẽ nhớ mình sẽ nhớ là das Möbel là những cái đồ gỗ trong nhà đúng không? Rồi đồ gỗ thì có những cái gì? Ví dụ như là das Sofa là cái sofa, là cái ghế ghế sofa. Rồi vậy mình còn học từ gì nữa? Có nghĩa là mình sẽ học theo cách là mình phải tự gợi nhớ được cái từ đó. Thì bạn sẽ ngồi bạn suy nghĩ như thế, thì cái quá trình nó mất chỉ khoảng chị nghĩ là khoảng 5 đến 10 phút, tùy theo là bạn đã làm quen với lại cái quá trình đó chưa.
và bạn cứ lần lượt làm như vậy nhiều lần trong một ngày. Thì khi mà trước khi bạn lên giường đi ngủ hoặc là bạn đặt lưng lên bạn ngủ rồi ấy, thì trước khi ngủ thì bạn sẽ ôn lại khoảng 5 phút nữa. À ok, hôm nay mình học 10 từ mới, và từ mới đó là mình đã học được là đồ gỗ, tiếng Đức là das Möbel. Mình đã học từ mới là mình cái sofa, tiếng Đức là das Sofa. Rồi mình đã học được der Fernseher, có tivi chẳng hạn như thế. Và mình đã học được ngoài tivi ra mình có cái gì, trong nhà thì có cái ghế đúng không, der Stuhl chẳng hạn như thế. Rồi ngoài ra thì mình học thêm cái đèn, die Lampe. Thì chỉ đơn giản là bạn nằm trên giường rất là thư thái, mình cũng có thể bật nhạc, không có vấn đề gì hết, mình không phải căng thẳng. Và mình nhớ lại những cái gì mình đã học. Và khi mà bạn làm như vậy thì bạn sẽ biết được là ví dụ mình học được 10 từ, thế hôm nay mình chỉ nhớ được 6 từ thôi, thì sáng sớm ngày mai ấy, cái việc đầu tiên sau khi bạn mở mắt dậy, cũng không cần phải đánh răng đâu, thì bạn sẽ nhớ lại xem 4 cái từ còn thiếu là gì, và 4 cái từ còn thiếu đó mình sẽ học đầu tiên, và sau đó mình sẽ ôn lại 6 cái từ cũ. Và cái việc đó bạn nên lặp lại nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong tuần và nhiều lần trong tháng. Mình cứ duy trì cái việc học như thế thì đến một lúc nào đó những cái từ vựng đó là nó giống như là nó nằm trong đầu mình rồi, mình không có thể nào mình quên được. Hoặc là nếu mà mình quên ấy, thì nó cũng chỉ rơi rớt một ít thôi, rồi mình lại ôn tập lại thì nó lại nhớ lại. Dạ, thì cái đó là cái cách học từ vựng của chị. Và các bạn học, các bạn nên hệ thống theo cách của bạn, có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái cách nhớ riêng, có một cái cách ghi chép riêng, thì mình nên ghi chép với nhiều màu sắc. Mình nên, ví dụ bạn nào mà vẽ đẹp thì có thể vẽ thêm hình ảnh. Nếu mà bạn nào không vẽ đẹp thì mình có thể tự làm những cái từ đó bằng ở trên computer, trên máy tính, rồi mà sau đó mình in ra. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Có nghĩa là mình học, mình phải liên tưởng, mình liên tưởng đến cái hình ảnh của cái đồ dùng đó, mình liên tưởng đến cái hành động nếu mà mình học về động từ. Ví dụ như là động từ gehen là mình đi đúng không? Thì nhưng mà ngoài từ gehen có những cái từ gì tương tự, ví dụ như chạy, laufen chẳng hạn như thế. Hoặc là thì mình sẽ, ví dụ mình sẽ nằm trên giường mình suy nghĩ là ok, bây giờ mình không có thời gian, bây giờ mình phải chạy rất là nhanh đi ra chỗ gửi thư, nếu không thì người ta sẽ đóng cửa. Thì khi mà như thế thì mình sẽ nói cái câu đó như thế nào trong tiếng Đức, có nghĩa là mình sẽ luôn tạo ra những cái hình ảnh, những cái gì chuyển động, những cái câu chuyện để cho cái việc mà cái từ mới đó nó sẽ đi vào đầu mình một cách dễ dàng hơn. Thì cái đó là cách của chị. Dạ, thì tụi em cứ áp dụng thử đi, thì khi mà mình học lặp đi lặp lại như thế thì cái lượng kiến thức của mình nó sẽ nằm lâu ở trong đầu mình hơn. Và cái quan trọng nhất, cuối cùng quan trọng nhất của tiếng Đức vẫn là sự kiên trì. Học tiếng Đức hay là học một cái ngôn ngữ gì đó không cần bạn phải thông minh, thực sự là bạn không cần phải thông minh, bạn cũng không cần phải suy nghĩ về tại sao nó như vậy, mà chỉ cần biết đơn giản là nó như vậy và mình áp dụng thôi. Nên là các bạn cứ kiên trì học thì chắc chắn là các bạn sẽ đạt được cái kết quả mà các bạn mong muốn. Và cái việc lặp đi lặp lại là cái không thể nào thiếu được trong việc học ngoại ngữ. Hãy ôn tập, học rồi ôn tập, học rồi ôn tập. Và mình chia nhỏ cái thời gian của mình học ra. Mình đừng có bao giờ mình học nhiều thời gian dài quá, xong rồi mình nghĩ mình học cho xong đi để mình đi chơi. Đừng bao giờ nghĩ như vậy cả. Mà hãy chia cái thời gian biểu của mình ra cho nó hợp lý. Có nghĩa là mình học 30 phút rồi mình lại nghỉ, và mình chuyển sang một cái kỹ năng khác, rồi lúc sau rồi mình lại quay lại mình học và mình ôn lại. Thì cái lượng kiến thức ở trong đầu bạn nó sẽ lưu lại được lâu hơn. Dạ, các bạn hầu như các bạn đều hỏi là tại sao có thể nhớ được giống của danh từ trong tiếng Đức. Thì cái này nó có quy tắc. Thì tí nữa chị sẽ gửi link cho các bạn ha, để các bạn xem. Thì quy tắc nó cũng được khoảng là 80 mấy% cái số tổng số danh từ ở Đức rồi. Thì cái đấy chị nghĩ là cũng ổn nếu mà các bạn nhớ. Ok, mọi người có câu hỏi gì thêm không ạ? Thì nếu như mà mình không có câu hỏi gì thì mình có thể dừng lại cái livestream ngày hôm nay. Thì chị hệ thống lại cho các bạn là hôm nay chị có nói qua là cách làm sao để mình biết là mình đang học tiếng Đức có hiệu quả hay không. Dạ,
Cái thứ hai nữa là mình nên học ở nhà, vì thời gian mà mình học ở nhà nó sẽ nhiều hơn thời gian mà các bạn đến trung tâm. Thế nên là các bạn đừng có bỏ qua cái thời gian các bạn tự học ở nhà, và phải rèn luyện cái thói quen này mỗi ngày. Cái này là cái hành trang để cho bạn khi mà bạn sang Đức bạn có thể tồn tại được, thực sự là như vậy. Vì khi mà bạn sang Đức rồi ấy, bạn không thể nào mà bạn đợi giáo viên soạn sẵn hết cho bạn, mà bạn phải tự tìm kiếm thông tin, và bạn phải tự có cái ý thức học tập của mình thì bạn mới hoàn thành được cái chương trình đào tạo ở bên này. Cái thứ ba là chị cũng đã hướng dẫn là cách của các bạn học tự vận làm sao cho hiệu quả, làm sao để nhớ lâu nhất. Cái thứ tư là mình đã nói về cái phần chủ đề là cách phát âm, nghe, nói, luyện đọc to lên một cái đoạn câu tiếng Đức thì mình phải nên như thế nào. Thì cái này là cái mà chị thấy là ở Việt Nam á, hầu như là các bạn không có thực hiện. Dạ. Nhưng mà chị thấy cái này là cái quan trọng nhất. Và mỗi lần mà mình làm như vậy thì mình hãy nghĩ là ok, giống như mình đang diễn giả, mình giống như mình giả vờ là mình đang nói trên radio chẳng hạn, mình làm sao để mình nói cái câu đó nó thật là truyền cảm, nó hay nhất. Thì khi mà các bạn nói nó quen tai rồi ấy, thì các bạn khi mà các bạn phát âm hoặc là giao tiếp với người khác, các bạn cũng sẽ có được cái âm như vậy, và mình sẽ càng ngày mình càng tự tin với lại cái khả năng tiếng Đức của mình. Cái phần tiếp theo là chị cũng đã nói về cái cách học ngữ pháp. Ngữ pháp thì mình cũng không nên là quá chú trọng để mà bỏ hết tất cả các kỹ năng còn lại là nghe nói. Nhưng mà ngoài ra thì mình cũng có thể học ngữ pháp qua trò chơi, học qua các cái phần mềm online, thì cái cách này giúp cho cái việc học ngữ pháp của bạn nó sẽ đỡ bớt bị khô khan hơn và nhớ lâu hơn. Ngoài ra thì mình cũng có nói là mình có thể là học những cái trang ở trên mạng, thì chị sẽ ghi link cho các bạn về phần nghe, về phần luyện âm. Mình cũng có từ điển đồng nghĩa, trái nghĩa. Rồi mình cũng có thể học qua các mạng xã hội như Instagram, nó cũng có rất là nhiều hình ảnh gợi nhớ bằng tiếng Đức. Đây là một cái cách học mà chị thấy là hiện tại rất là tốt. Hoặc là mình cũng có thể nghe podcast, mình nghe radio, xem phim, hoặc bạn nào mà thích hát thì mình cũng có thể là tìm những cái bài hát mà mình thích ý, mà nó có tiếng Đức thì mình sẽ tập hát. Và và các bạn có thể là tham gia những cái câu lạc bộ mà có người Đức, hoặc là mình tạo nên những cái nhóm học tiếng Đức của mình, thì cái đó là cũng là một cách để các bạn có thể là thúc đẩy nhau học được tốt hơn. Chị chỉ khuyên có hai cái. Một cái là không nên học nhiều giáo trình một lúc, mà chúng ta chỉ nên chú trọng và học một giáo trình. Một giáo trình là đủ để cho các bạn có đủ kiến thức để các bạn thi đậu từ A1 đến B1. Ngoài ra là khi các bạn học lớp ôn thi B1 thì các bạn sẽ được làm những cái bài kiểm tra, những cái bài thi của viện Western. Thì cái này là đủ để cho các bạn có thể đi thi, nếu mà trong thời gian, tổng thời gian từ A1 đến B1 bạn đã nắm chắc kiến thức và cái lượng từ vựng của bạn là đủ. Các bạn cứ tin chị. Rồi cái thứ hai nữa là không nên ỷ lại vào giáo viên. Tại vì sao? Tại vì cái thời gian mà bạn học với giáo viên đó, nó rất là ít, nó chỉ đủ cho các bạn nạp input vào đầu thôi. Nhưng mà cái việc mà xử lý những cái thông tin đó để nó nằm lại trong đầu của bạn và nó chuyển hóa từ kiến thức của giáo viên sang kiến thức của bạn lại là nhiệm vụ của bạn chứ không phải là nhiệm vụ của giáo viên nữa. Vì vậy là cái thời gian mà mình tự học ở nhà là cái thời gian mà chị thấy đóng 70% vai trò trong cái việc là các bạn học tiếng Đức có thành công hay không. Nên là các bạn hãy duy trì cái việc học của mình ở nhà, và mỗi ngày mình đừng có kiểu là ôi hôm nay mình bận, mình đi chơi, mình không học nữa, hoặc là hôm nay mình mệt quá, mình không học nữa. Mà ít nhiều gì mỗi ngày các bạn cũng phải cố gắng xem lại cái bài cũ của mình, học lại từ vựng mỗi ngày thêm một chút từ mới. Và có như vậy thì bạn mới duy trì được cái việc học của bạn để bạn có thể đậu được kiến thức B1 hoặc là B2. Và mình không bao giờ mình nên học dồn thời gian dài quá, mà các bạn phải chia nhỏ các kỹ năng ra để các bạn học. Và mỗi lần các bạn học, thời gian tối đa của các bạn chỉ là 30 phút đến 45 phút là cái thời gian mà hiệu quả nhất mình có thể nạp được kiến thức vào đầu. Cái đấy là cái thà là mình chia nhỏ ra học mà mình nhớ lâu còn hơn là mình học dài một khoảng thời gian nhưng mà bạn không có hiệu quả, không có nạp được kiến thức vào. Ok.
Đấy là sự chia sẻ của chị. Thì nếu mà các bạn có câu hỏi gì thắc mắc thì các bạn cứ ghi xuống dưới, thì chị sẽ có thể là giải đáp trong một cái livestream thứ hai, hoặc là chị sẽ comment xuống dưới cho các bạn. Thì dạ, chị cũng chúc là các bạn học thật tốt, luôn giữ được cái động lực và cái niềm tin của mình. Tiếng Đức nó khó nhưng mà thực ra nó không khó nếu mà các bạn kiên trì. Ngoại ngữ chỉ cần chăm chỉ, thì các bạn cứ áp dụng mỗi ngày, và các bạn hãy thử xem coi thử là cái việc học từ vựng mới giống như chị nói là mình chia nhỏ ra như vậy, và học theo chủ đề, và cách mà mình viết vào trong sổ, hoặc là mình viết nốt ở trên handy điện thoại như vậy thì hiệu quả như thế nào, thì các bạn có thể là comment và để feedback lại cho chị nhé. Thì ok, chị nghĩ là chị sẽ dừng livestream của mình ở đây. Thì mọi người mà cần thêm thông tin thì các bạn có thể inbox vào fanspage, hoặc là có thể là inbox chị thì chị sẽ giải đáp cho các bạn. Ok, chúc mọi người học tốt và ngủ ngon. Bis dann.